Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hóa con Flores Vargas. Con rất là nổi tiếng trong Tanfusion gì đó. Ok, mình bắt đầu chơi nhé. Mình tên Hoài, xin lỗi các bạn nha. hôm qua ngày Giáng sinh. Các bạn nào đi nhắc bạn hay đi chơi không? Hay là giống như mình ở nhà bắt Pokemon đây. Không, mừng sinh nhật một năm thời gian hoạt động 2022 tới 28/12. Mấy bạn lên paper đó là đại chiến bóc két cho thấy thôi. Để hôm nay mình sẽ tiến hóa con này. Đâu rồi à, ta đây con này nè. Tiến hóa con này, con này thường dương với con Pikachu, con này thì con pet Shenmue tới con Charmander, con này thì đang xoay con chó gì ta xấu quá. Ok, xét qua gì ta, đơn lẻ thì nó bình thường thôi, nhưng mà kêu quá khác như là tạo sát thương hệ nước rip. Như bảo kích là 200 thì quick flash tạo sát thương rip thường, uy lực 55 có giá uy lực 125. Còn cái này là thả tổn thương tăng né bản thân bảo hiệp. Đây, tạo sát thương hệ nước 255 tăng rip bản thân. Ok, mình sẽ mình cho nó ra lên khỏi trước lên cấp 20. 1 2 3, không bơi luôn đi, không bơi, không bơi được rồi, test chưa thôi, mình chưa lên xài đến nó. Ok, cái thứ hai là double nè, phần thân. Cái này cho chọn. Ok, rồi để vào 20 rồi đấy. Giờ mình sẽ tìm cái này. Bắt 3 lần à, buồn quá. Bắt 3 lần có 1 cái hay không? Vô 1 cái rồi. Buồn, buồn ơi là buồn. Xui quá, xui. Nói 2 cái mà không? Nói buồn nghe, nó cho tôi 2 cái nghe. Ok, giờ mình sẽ tìm cái chuồng. Được 2 cái chuồng vẫn tạm ok. Đấy, 3 cái chuồng luôn. Bên phải. Rồi, tiến hóa nhá. Đấy, tạm thời cho nó vậy chứ. Cái kiểu cuối cùng mình sẽ tự luyện thôi. Đọc cho nó theo. Quên. Quên con này nó theo hoài. Rồi ra. Đây. Theo. Ok. Ếch kỳ diệu của ta đấy. Chàng ếch kỳ diệu. Ok, con này thì sao? Đây, mặt ngông nghênh. Áo như chó. Áo chó à. Ok, tất cả dạng thường thôi. Mạnh quá sao chơi. Đấy, đấy. Chữ thứ nhất nè, chữ nước nè, water boost tạo ra sát thương hệ nước. Okamikugu, trời đẹp thế. Rồi chữ hai là phân thân là double ten là thả phân vân tăng né cho bản thân
trong ba hiệp. Hơi phun phun rồi đẹp thế. Nhưng cuối là Wizard chém trẹt, trời ơi đẹp nhá. Chiêu cuối cùng nè, Water Sutri tạo sát thương hai nước. Nó tạo sát thương, trời ghê. Metal Go, trời ơi. Tấn tấn ui giời, tuyệt chiêu. Như là phí phiếu á. Ok, test lại cho mấy em xem. Hoặc là test hả? Giờ mình sẽ nâng cấp lên cấp 3. Thì mình tắt nó là cấp 2 rồi. Rồi ta. Đấy. Rồi, phải còn lại này. Không, mình chưa nâng gì hết á. Đấy. Giờ mình sẽ tiến hóa lên nó thành cấp 3. Đó. Ok. Bình thường ok. 1, 2, 3, hóa lên. À, Pocket thành con Re-Ninja. Thấy con đã bây giờ mới lên được con này, ok. Không có. Mua nè, mua một cái. Không mua một cái luôn. Mỗi ngày mình thu thập tờ ít thôi, giờ chừng này khoảng 60 cái, 60 viên sẽ lượt lên được con này. Làm nó cũng mạnh nhưng mà nó đùa. Ok. Mình đã quyết định đó là chơi con này thì mình sẽ truyền cho nó con pet này. Với thì nó tạo sát thương nó cao quay bạo luôn. Rồi ta. Đấy, này. Hãy thường thôi. Làm nó sẽ lên đây vậy. À, không được ta. Là 127. Đấy, ok. Không 200k nữa. Đấy. Ok, mình sẽ chuyển. Đi cái này ra. Rồi hỏi đi, nào không thích. Mình sẽ chuyển cho nó. Ra này lên lên phải nhanh. Ok, 1, 2, 3. Chuyển thường thôi. Con này mạnh hơn con này nhiều, con này yếu xịu. Nghe nói vậy thôi. Đấy, 51 Ninja Group. Ok, kêu thì nó không có tăng lên mình. Nó không chỉ không có cầm. Kêu vẫn tự năng. Đó. Không chơi đâu. Con này trước thì giúp mình rất là nhiều nhưng mà yếu quá. Không. Đã có 55 rồi. 55 luôn, 30, 35, quay. Em xin đánh anh. Rồi 19 của ta đây rồi. Để nâng viên đó, ok. Mình sẽ cố gắng tiến hóa mega cho nó. Có thể mình sẽ quay video mới cho mấy bạn xem. Đấy. Như hồi nãy là Water Cool 200 sát thương. Chiêu thứ hai là chiêu bay. Hồi nãy chiêu gì quên rồi. Chiêu chém hay giờ chiêu gì. Đó chém trời đẹp không. Mình so bạn xem này kêu này. Nó xoay vòng vòng mấy cái kiếm sơm vòng. Đầu tiên cho bạn xem lại cái kiểu đó. Lật lấy cái kiếm nước chém nó. Ở chiều cuối cùng nè. Đưa chưa mấy con auto gì không quên. Không quên thì xin lỗi. Đây.
Chú bay chém chạy đồ luôn nát sọ chú ác bảo kích đây. Ok đâu rồi à, thế là xong video của mình rồi. Mình đã tiến hóa từ con ếch này sang con Ganinja. Mình sẽ thu thập lá bí ẩn rồi mình sẽ được tiến hóa mega cho nó nha. Bây giờ từ mình sẽ chuyển cái này cho lên 300 đọc biến này, mình nghe đọc biến này khoan đây trên mình sẽ cho cá thể lên 250 hay 200 mấy hai trăm bốn ba đi để đọc phá nó. Ấy đẹp 250 đẹp ấy. Rồi ok khi tài hoài là tấn công giúp cho đặc biệt và không chịu ảnh hưởng của giúp giảm. Ok mình sẽ cho nó cái gì ta chỗ nằm ở ta đấy thì ok cảm ơn các bạn đã xem video của mình, mong các bạn thích video của mình và nếu bạn thích thì hãy like một phát cho mình. Nếu các bạn mà muốn xem video mới nhất của mình hãy subscribe cho mình nhé. Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp. See you again. Goodbye.